Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tán gẫu sáng thứ bảy và bây giờ là 7 giờ sáng giờ của California, tức là 9 giờ sáng giờ của Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và trước khi đi vào chương trình tán gẫu sáng hôm nay phong vẫn nhắc lại với quý vị là cái chương trình này được mà mở rộng đề tài chúng ta có thể mở rộng các đề tài ra thay vì là chúng ta tập trung trong những cái đề tài thời sự mỗi một ngày của chúng ta hy vọng là quý vị ngày hôm nay sẽ có được những cái đề tài mà quý vị quan tâm cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và trước đi trước khi đi vào phần tán gẫu ngày hôm nay thì phong vẫn nhắc một cái thông báo đặc biệt là một lát nữa thì phong cũng sẽ lướt qua một số những cái điều luật ở California mà quý vị sẽ phải bỏ phiếu trong kỳ này có những cái prop mà quý vị cần mà hôm trước quý vị hỏi thì phong sẽ cố gắng phân tích cho quý vị để cho quý vị thấy là bỏ phiếu yes hay no cho những cái prop mà nó được đăng ở trên cái trang phiếu bầu của quý vị đó là cái thông báo của phong rồi bây giờ ok rồi tiếp tục à ok à anh phong cho em hỏi bên california trường đại học tư thuật và công giáo có tư tưởng bảo thủ tất cả các trường về à, về à, tôn giáo đều có cái khuynh hướng bảo vệ cho giá trị cũ đó là cái à, chính thức nha còn cái à, tất cả những cái khác thì à, nhiều khi à, có những cái trường tôn giáo họ còn gây gắt hơn nữa ở bất cứ một cái à, là một cái tiểu bang hay thành phố nào những trường mà đi về khuynh hướng tôn giáo đều có những cái quy tắc rất là nghiêm ngặt và khó khăn nha rồi tiếp tục à, dạ chào chú phong cho con hỏi nợ công bên việt nam là sao thưa chú con không hiểu vấn đề này tạm gọi là nợ công à, chúc chú ngày mới tức là nợ mà chính phủ đã vay của bên ngoài thứ nhất thứ hai những món nợ xấu của ngân hàng tức là những quý vị nào mà không trả được nợ đó ngân hàng kéo thì nó lại có cái phần bảo hiểm của chính phủ tức là tự nhiên nó biến thành cái nợ của chính phủ luôn thì cái đó đó gọi là nợ công mà nợ công đó là nó khác bên mỹ nợ công của bên Việt Nam là cái kẻ cai trị nó vay nợ bên ngoài và những món nợ nó phải gánh nhà đó gọi là, gọi là nợ công ok rồi tiếp tục à wow à ok à Lý Khắc Cường sắp tới không vô trung ương đảng số 1 theo tin mới nhất thì Lý Khắc Cường sẽ ao ra khỏi 25 nhân vật bộ chính trị Lý Khắc Cường đã sẽ ao ra khỏi 25 nhân vật của Bộ Chính trị của Cộng sản và cái thông báo này sẽ chính thức đưa ra vào ngày mai. Ngày hôm nay thì Tập Cận Bình đã có bài diễn văn bế mạc và có một số những chi tiết khá quan trọng cho thấy là cái Tập Cận Bình có thể trong đợt này đã coi như là nắm quyền gần như là tuyệt đối rồi khi mà Lý Khắc Cường bày đẩy ra và đồng thời Hồ Cẩm Đào đã bị áp tải ra bên ngoài. Thì cái đó tôi có bản tin chi tiết vào À, buổi chờ bu, 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 một lát nữa đây tôi có bản tin chi tiết là hồ cẩm đào đã bị áp tải ra bên ngoài một cách rất là thô bạo được xem là ngay trong lúc mà sau lúc mà ông tâm cận bình đọc bài diễn văn bế mạc nha rồi tiếp tục vào wow, tình hình à, kinh tế ở việt nam cộng sản sụp đổ không sụp đổ thì không nhưng mà khó khăn thì có và khủng hoảng thì có còn sụp đổ thì nó không để cho sụp đổ đâu có điều là nó sẽ quý vị sẽ khó kiếm tiền vô cùng và nó sẽ áp dụng những cái luật lệ gây gắt nhất để mà à, trấn áp người dân đó là cái mà cộng sản đang làm nha rồi tiếp tục ok à, anh phong thấy đảng cộng hòa có khả năng chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới không anh các đài truyền hình cánh tả và các báo chí cánh tả vẫn nhận định đảng cộng hòa đang dẫn trước từ 2 cho tới 4 điểm cho tới giờ phút này cho tới tính chung tức là tính trung bình trên toàn quốc còn nếu mà tính từ khu vực á, thì chúng ta cũng chưa biết được tại vì mỗi khu vực khác nhau có điều là lần này thì à, cái bài trong cái tháng 9 thì à, giờ cái giờ do vấn đề thúc đẩy và cả kích động cái vấn đề mà phá thai đó thì Đảng dân chủ giành được một số điểm nhưng mà qua tới tháng 10 bây giờ đó thì à, họ lại rớt điểm và bây giờ họ đang bị dẫn trước bởi Đảng Cộng hòa là từ 2 cho tới 4 điểm thì cái này là cái bài và cái thăm dò của mấy cơ quan truyền thông cánh tả thì <laughs> cũng chưa biết nhưng mà cái xu hướng mà đảng cộng hòa nắm quyền đa số là là chúng ta thấy được có điều là cái đài mà gọi là abc đó thì nó cho rằng là đảng cộng hòa nắm cái này là hơn khoảng 5 ghế ở tại cái quốc hội tức là hạ viện đó là cái mà và nó cho rằng là phía của Đảng dân chủ vẫn duy trì được cái cái khối gọi là mà, cân đông đều với lại phía Đảng Cộng hòa tức là 50 50, tức là thượng viện thì nó cho rằng không thay đổi. Còn ở dưới hạ viện thì Đảng Cộng hòa có thể chiếm được 5 ghế hơn Đảng dân chủ. Đó là cái cái thăm dò của ABC, trong khi đó ngược lại thăm dò của Đài, 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 đài truyền hình Fox thì cho rằng là phía Đảng Cộng hòa sẽ nắm từ 22 ghế. 22 ghế hơn đảng dân chủ. Trong khi đó thì à, phía thượng viện họ cho rằng đảng cộng hòa sẽ chiếm là 52 48. Đó là các cái cái thăm dò thì còn vấn đề bầu cử thật sự thì chúng ta phải chờ tới ngày 8 tây tháng 11 nha. Rồi tiếp tục vào wow. à, à Ok. Sao không có ngày thuyền nhân bỏ mạng vì vượt biển tìm tự do? Có, có một số nơi nó lấy ngày 30 tháng 4. Nhưng mà một số người thì phản đối một số nơi họ dùng cái ngày 30 tháng 4 làm cái ngày dành cho thuyền nhân. Nhưng mà những người Việt, nhiều người Việt thì phản đối cho rằng là ngày đó là ngày quốc hận, ngày miền Nam Việt Nam chính thức bị xâm chiếm bởi Cộng sản. Thì cái này đã có rồi, chứ không phải không có. Có điều là chọn cái ngày hơi khó, tại vì mỗi ngày, mỗi tháng đều có người thuyền nhân ra đi bỏ tìm tự do trong cái giai đoạn đó. Và lúc đó thì tôi cũng không biết được là ngày tháng nào sẽ được chọn nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À ở Mỹ em thấy uh, có tranh cử chức quận ít à, cảm ơn anh Phong có chứ năm nay vẫn tranh cử tức là quận hạt vẫn có tranh cử từ cấp uh, uh, tòa án cho tới uh, cái uh, cái um, những cao supervisor tức là những giám sát viên của quận rồi cho tới uh, chức vị uh, cảnh sát trưởng của quận và chức vị gọi là da tức là công tố viên của quận tức là ship da đó thì vẫn tranh cử tuy nhiên thì nó cứ 4 năm một lần thì ở trên giám sát viên thì họ hai năm họ lại có những người phải ra tranh cử lại trong đó có năm ghế thì có thể là năm nay ba ghế năm sau hai ghế hai à, năm sau hai ghế hay là ngược lại thì tùy có đều là tất cả các cái mùa bầu cử giữa mùa hay là mùa bầu cử tổng thống tất cả các vị trí đều phải tranh cử nha tùy theo cái nhiệm kỳ của họ bốn năm hay hai năm thôi ok rồi tiếp tục wow à. ok Bà Lee Church, thủ tướng Anh từ chức rồi phải không? Yes, bà đã từ chức và bây giờ thì à, ngoại trừ cái người mà tuyên bố đầu tiên là bà Bodaun à, là người đầu tiên tuyên bố ra tranh cử chức thủ tướng thì đang có tin là ông Boris Johnson quay trở lại tranh cử chức thủ tướng và ông Sunak, người vừa rồi thua bà Lee Trump đó cũng có thể xem qua, sẽ tiếp tục cái cuộc tranh cử này thì bây giờ vẫn chưa biết là sẽ có bao nhiêu người tranh cử tuy nhiên à, theo luật của anh 45 ngày kể từ khi mà bà Lizbeth nạp lên từ chức thì phải tổ chức lại một cuộc bầu cử để chọn ra vị thủ tướng mới, nha. Yeah. Lý khắc cường uh, chặt rồi anh em ơi, yes, Lý khắc cường kỳ này chính thức đã rời khỏi uh, 25 nhân vật trong bộ chính trị, 25 nhân vật đồng cốt trong bộ chính trị và có một số nhân vật khác đã được đưa lên. Coi như là kỳ này là Lý khắc cường đã bị uh, out the game Coi như là ông ta đã mất uh, mất đi cái tư thế trong bộ chính trị, có nghĩa là ông ta không thể ngồi cái chức cao hơn được nữa, tức là trước đây thì người ta dự đoán là Lý Khắc Cường có thể ngồi vào vị trí số 2 tức là nhân vật nhân vật số 2 của Đảng Cộng sản nhưng bây giờ thì Lý Khắc Cường đã ra khỏi bộ chính trị rồi tức là ông ta không còn ngồi trong bộ chính trị nữa đây là một trong những cái bất ngờ một cái bất ngờ ngoài dự đoán của mọi người à, nhưng mà còn một số nhân vật khác sẽ được à, đưa lên và trong đó có một nhân vật rất quan trọng ở Thượng Hải nha rồi tiếp tục ok à Ok, chữ nha sĩ và nha công dùng nha sĩ là đúng nhất. Không có ai dùng nha công cả. Ok, cái này nha công là cái gì cộng dùng rồi chứ không có ai dùng hết nha. Rồi à Ok, à... Philippines nhập xăng của nước nào là chính? Em thấy bên ấy cây xăng phá bỏ em sống tại Philippines. Philippines nhập xăng ở nhiều nơi. Thứ nhất là đầu tiên hết là cái quốc gia gần họ nhất là Malaysia. Malaysia có xuất cả một phần xăng dầu cho Philippines. Và thứ hai là khu vực Trung Đông tức là các quốc gia tại Trung Đông thì Philippines vẫn mua được xăng uh, dầu ở tại Trung Đông đó là cái mà họ nhập cảng từ uh, ở uh, chính là ở Malaysia nha yeah. rồi tiếp tục à, trước đây Đài Loan có ngồi trong ghế thường trực của Hội đồng Bảo an Z trước khi Đài Loan bị đẩy Liên Quốc đẩy ra năm 1971 thì Đài Loan là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Quốc đại diện cho khu vực Á Châu sau này phi bị đẩy ra thì Trung Quốc cướp lấy cái ghế này. Đây là cái ghế của Đài Loan ngày xưa trước khi mà họ bị đẩy ra khỏi Liên Quốc nha. Theo anh Phong, Cộng sản Trung Quốc có khả năng tấn công Đài Loan năm 2022 không? À, khoảng này bao nhiêu? Tôi không biết nhưng mà dự đoán ngày hôm qua thì tôi đã có phân tích. Tôi đã có phân tích là cả vị tướng lãnh của Mỹ, tức là cái vị đề đốc hải quân đó, ông ông Mike, ông đã lên tiếng và ông nói là có thể xảy ra trong năm nay và tiếp đó là ông uh, ngoại trưởng cũng đã đưa ra lời nhận định là Trung Quốc sẽ tăng tốc trong cái việc mà xâm chiếm Đài Loan. thì trước đó uh, cách đây một năm thì họ dự đoán là tới năm 2027 nhưng mà sau đó thì uh, đề đốc uh, uh, Davison thì ông cho rằng là sẽ ở khoảng tầm năm 2024 còn bây giờ thì ông Anthony Blinken đã nói rằng là sẽ đi tăng tốc hơn dự tính thì có nghĩa là nó sớm hơn năm 2024 thì bây giờ chúng ta không biết được là cái việc tấn công này như thế nào. Tuy nhiên à, chúng ta phải quan sát thêm cái tình hình Trung Quốc trong tuần lễ này. Bởi vì ngày hôm nay ở bên Trung Quốc đã làm lễ bế mạc cho cái à, hội nghị quốc hội lần thứ 20. Và ngày mai Chủ nhật họ sẽ có cái thông báo về các vị trí mới ở trong cái nội các của Tập Cân Bình. Thì ngoài trừ Tập Cân Bình ra thì chúng ta thấy là có một số nhân vật sẽ được đưa vào các cái vị trí. Thì à, từ những nhân vật này thì chúng ta mới dự đoán được là liệu Trung Quốc có khả năng tấn công Đài Loan sớm hơn hay không nha. Rồi tiếp tục à Giới trẻ bên Mỹ có niềm tin tôn giáo không hay đã phá giống như bên Việt Nam? Đa số bên Mỹ giới trẻ dù là cực tả đi nữa vẫn có niềm tin tôn giáo. Ngay cả ông Tổng thống Joe Biden là một kẻ ủng hộ phá thai đó. Thì ông ta vẫn là người bởi tín đồ của công giáo. Thì đừng nói những người khác Đa số đinh trẻ có điều là Họ có đi nhà thờ đều đặn hay không thì là chuyện khác Ví dụ như tất cả những cái tiểu bang miền Nam Và những tiểu bang mà bảo thủ đó quý vị 28 tiểu bang đó Thì người ta lại ít mở cửa làm ăn hay là giao dịch vào ngày Chủ nhật Bởi vì ngày đó là ngày, ngày dành cho Chúa và cho Thượng Đế Do đó thì ở những, những tiểu bang này chúng ta sẽ thấy rằng là họ rất là tôn trọng cái ngày Chủ nhật Ngược lại những tiểu bang ở Blue State đó Thì nó lơ là trong cái việc tôn giáo nhiều hơn thì giới trẻ nó lơ là hơn nhưng mà 28 tiểu bang bảo thủ đó và thuộc quyền quản trị của đảng cộng hòa đó thì dường như là cái ngày chủ nhật rất quan trọng đối với họ nha à. wow kinh tế việt nam sẽ bay nhảy dữ dội khi đô la tăng cao đầu tư nước ngoài sẽ rút vốn giá cả tăng cao chi phí vận chuyển tăng cao giá xăng tăng cao qua tết ước lượng tiền việt nam mất giá hơn 50% tôi thì không đưa ra cái ước lượng này và tôi cũng không đưa ra cái dự đoán này tôi chỉ biết ngay bây giờ Bắt đầu từ tháng, tháng trước rồi à, Thì Việt Nam chính thức bước vào cơn khủng hoảng Còn, Nhưng mà mới bước vào trong cái bước sơ khởi thôi Còn à, cái mức mà sâu nhất Và cái mức mà thê thảm nhất Tệ hại nhất của khủng hoảng Thì có thể diễn ra trong năm 2023 Đó là cái mà dự đoán của à, Các nhà kinh tế Và kể cả cái nhận định của cá nhân tôi Thì tôi cho rằng là Họ sẽ à, gặp à, rất là nhiều thử thách Và thách thức Ở trong cái năm 2023 Nha rồi tiếp tục. Ok. À wow. À Rồi à. Tối huệ quốc là chính sách ưu đãi những gì? Cái đó là cái chương trình mà Hoa Kỳ dành cho những quốc gia mà nâng đỡ cho họ trong lúc họ phát triển kinh tế, tức là cái mức thuế sẽ được giảm đi. Tôi lấy ví dụ, thông thường cái mức thuế thép à, đánh vào cái mặt hàng thép nhập cảng của Hoa Kỳ trung bình là từ 30 tới 40% có những quốc gia bị phạt vạ và thuế đánh cao hơn. Ví dụ như Trung Quốc nó lên tới 456%. Thì còn cái tối tối hệ quốc thì nó dành cho những quốc gia nghèo khó đang phát triển thì cái mức thuế mà đánh vào ngành thép của họ đó có thể chỉ ở mức là 3 tới 4% thôi. Nó gọi là tối hệ quốc tức là chương trình giảm thuế cho những mặt hàng của những quốc gia đó và chương trình này là chương trình duyệt xét mỗi năm nó tùy theo cái quan hệ của quốc gia đó với Hoa Kỳ à, và Hoa Kỳ đánh giá quốc gia đó như thế nào đánh giá về vấn đề phát triển kinh tế về vấn đề minh bạch chính trị về vấn đề nhân quyền thì họ dựa trên cái đó để mà họ à, tiếp tục duy trì cái tối huệ quốc hay không nha Cái đó là cái mà chương trình mà Hoa Kỳ dành cho những quốc gia mà nghèo khó đang phát triển rồi rồi tiếp tục à lý khắc cường luôn đối kháng với thằng tập nên đất Đại, cũng không phải ông ta cũng không phải là đối kháng một cách mạnh mẽ trước đây ông ta là đồng minh của, là, của tập cận bình nhưng mà do phía của à, ông ta thì không chủ trương là có cái khuynh hướng diều hầu ở bên ngoài lý khắc cường thì ngôn ngữ nó tương đối mềm dẻo hơn còn tập cận bình thì khuynh hướng diều hầu thì cái phe đối lập tức là cái phe của hồ cẩm đào hay là của giang trạch dân hay là còn sót lại của cái thời đặng tiểu bình đó thì nó lại muốn dùng lý khắc cường làm một cái làm một cái một cái đối đối trọng với lại tập cân bình nhưng kỳ này có vẻ như là cuộc tranh chấp này đã thất bại và gần như là phe đối lập đã bị lép phế nha rồi à, wow à con đang làm việc ở Đài Loan làm chung với người Philippines và Indonesia chú cho con hỏi hai đất nước này đều là nước dân chủ phát triển họ qua đây làm thì những nước dân chủ đang phát triển tuy họ là đang phát triển tức là developing country khi đã gọi là developing country thì những quốc gia mà đã phát triển tức là developed country đó họ có thể thuê mướn một số những công nhân ở nước ngoài thì Indonesia hay là Philippines, Thái Lan, kể cả Ấn Độ là những nước mà thường có những cái à, họ cho, cho phép những cái, những công dân của họ ra làm việc ở nước ngoài. Tùy theo cái quốc gia nào mà thuê mướn họ, đó là chuyện bình thường. Thì đây là cái chuyện bình thường còn nó khác với lại cái xuất khẩu tại vì cái mà đi ra ra là làm việc ở nước ngoài đó thì nó dựa vào tư nhân và nó tạo cái uh, dễ dàng cho công dân của họ có thể đi làm việc ở nước ngoài nhưng mà ở việt nam thì cộng sản nó kiểm soát toàn bộ tức là cái uh, bộ ngoại giao là nó kiểm soát bởi vì đây là cái mối lợi của nó nó làm tiền rất là nhiều còn ở những quốc gia khác thì họ không có làm tiền công dân của họ mà họ dành ra tất cả miễn phí chiếu kháng à, tìm cách gọi là loại trừ tất cả những cái um, chi phí phải chiếu kháng xuất cảnh cho công dân của họ để họ có thể đi làm việc ở nước ngoài cái chuyện này là bình thường nha rồi tiếp tục à wow à rồi à chú phong theo chú việt nam cộng hòa thua về mặt của quân sự quân sự hay chính trị à, theo con thì việt nam cộng hòa họ mạnh với cộng sản chứ thua về chính trị đúng trên nguyên tắc bãi chiến trường của họ là washington dc nếu mà chúng ta phân tích cẩn thận thì đúng là chúng ta thua tại Washington DC, chứ không phải thua trên các chiến trường Việt Nam. Trên nguyên tắc chúng ta thua về à, cái à, cái cuộc đấu tranh chính trị ở trên Washington DC, mà lúc đó lực lượng phản chiến thân cộng sản, trong đó cầm đầu là Ted Turner và Jane Fonda à, với lại John Kerry và kể cả John McEnroe. Những nhân vật này là những nhân vật phản chiến và nắm quyền quan trọng ở trong quốc hội của Hoa Kỳ và hệ thống truyền thông báo chí của Hoa Kỳ. Do đó chúng ta thua về mặt chính trị nhiều hơn nha. Rồi à wow à giới trẻ người Latino Los Angeles họ rất có niềm tin tôn giáo hơn giới trẻ người da trắng bởi vì người Latino 90% là theo đạo Thiên Chúa. Quý vị thấy là tất cả những người Latino bao gồm người Mexico hoặc là một số người Trung Mỹ và Nam Mỹ đó thì họ cái tôn giáo chính của họ là Thiên Chúa giáo, là Công giáo. Do đó, quý vị sẽ thấy rằng là bên bên người cộng đồng người latino thì họ tin vào à, à, bên công giáo nhiều hơn tức là catholic còn bên người cộng đồng người da đen thì họ lại tin vào bên à, protection tức là bên tin lành nhưng mà cũng là thời trung thượng đế thôi có đều là cái khác nhau chỗ này nha rồi tiếp tục ok à rồi tiếp tục OK à, Mỹ à, cái gì đây? À cái câu hỏi này hay nè. OK à, Mỹ Kim Úc Kim sao không gọi Nam Kim về anh Phong mà gọi Nam Kim chắc mắc cười lắm nọ. No. Người ta ngày xưa người ta từng gọi chữ Việt Kim rồi chứ không phải Nam Kim. Ngày xưa người ta từng đã có chữ cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó thì họ có dùng chữ Việt Kim rồi để để phân biệt rõ với lại cái đồng tiền của ngoài Bắc. OK thì đây là cái cách gọi thôi cái là hồng kim đài kim hay là mà úc kim âu kim hay mỹ kim thì chúng ta gọi chữ việt kim rồi đã có chữ này chứ không phải có nha rồi tiếp tục à, đồng euro hôm nay bằng giá đồng us liệu trong tương lai đồng us có cao hơn đồng euro không theo tôi biết thì cao hơn rồi hôm qua hôm kia tôi loan cái tin là bên phía ở bên phía âu châu đó Họ chi ra 40 tỷ euro để mà hỗ trợ cho người dân và các tiểu thương trong vấn đề mà giá năng lượng quá cao đó. Thì nó trị giá là 39.83 tỷ đồng Mỹ Kim. Có nghĩa là đồng Mỹ Kim đã cao hơn đồng euro rồi. Nha, ok. Rồi, tiếp tục. À trường đại học công lập bên texas có khuyên hướng bảo thủ không tất cả các trường công lập bên texas thì uh, họ đều uh, dự gìn giữ cái nền giáo dục cũ nền giáo dục cũ tức là có cái khuyên hướng bảo thủ tất cả các trường công lập tuy nhiên nếu mà đưa vào các trường tư thuộc đó thì nó sẽ nghiêm khắc hơn rất là nhiều nó nghiêm khắc hơn nó, nó, nó buộc phải mặc đồng phục rồi phải có cái giờ cầu nguyện buổi sáng rồi uh, nhiều lắm nó có nhiều cái quy tắc rất là khó khăn còn mà nếu như mà ở trong các cái trường công lập đó thì à, họ rất là bảo thủ ví dụ như tôi có kể cho quý vị nghe câu chuyện của cô bé cái gốc Việt Nam đó mà từng trốn học nhiều lần đó để đi làm đó, cổ bị kết án tù một ngày đó kết án tù một ngày vì tội trốn học quá nhiều đó sau đó quan tòa mới xóa bản án cho cổ là bởi vì biết được là cái lý do trốn học của cổ không phải là đi ăn chơi bậy bạ mà cổ làm hai việc hai job. tức là vừa làm ở trong một cái tiệm dry clean vừa làm trong một cái nhà hàng và cổ bỏ học thì đó là cái mà tôi biết được à, và cái hệ thống trường công lập ở Texas rất là khó nha rồi tiếp tục ok à, Lý Khắc Cường bị hạ rồi giáng dạ. ngày hôm nay thì à, tin tức cho biết là Lý Khắc Cường đã ra khỏi 25 nhân vật trong bộ chính trị và ngày mai chính thức là ngày chủ nhật đó thì phía của à, quốc hội cộng sản trung quốc sẽ đưa ra cái thông báo chính thức về các nhân vật đã được bầu lại trong bộ chính trị ngoại trừ tập cận bình ngoại trừ tập cận bình là được xem là ngồi lại cái vị trí thứ ba ai à, nhiệm kỳ thứ ba ở trong đó hình như có 7 nhân vật đã bị đẩy ra khỏi quyền lực tổng cộng 7 nhân vật đã bị đẩy ra khỏi quyền lực trong cái bộ chính trị nha rồi tiếp tục à, à thanh trừng nội bộ giữa bắc cộng và nam cộng có thể dẫn đến nội chiến không anh phong thứ nhất là tôi không biết cuộc thanh trừng này nó diễn ra như thế nào nhưng bây giờ thì à, nguyễn phú trọng đã bắt đầu đưa vây cánh của ông ta vào tất cả những ban ngành quan trọng thì bây giờ tôi không biết đám nam cộng có dám phản kháng hay không hay là chấp nhận cúi đầu chịu chịu à, chịu sự cai trị và chịu sự chỉ đạo của đám bắc cộng chúng ta đâu biết được nha rồi à rồi à quân đội nga anh phong cho rằng quân đội nga có dấu hiệu yếu kém và tổng thống putin à, nếu à, một à, khi không còn gì để mất ông ta có thể liều mình dùng vũ khí hạt nhân không tôi cũng chưa biết tùy theo cá tánh của putin nhưng mà tôi không tin Putin sẽ dùng vũ khí này Tôi cá nhân tôi không tin Có điều là các tư lệnh dưới quyền của ông ta Thì có thể áp lực gì đó Tôi không biết Nhưng mà rõ ràng Trong 8 tháng cuộc chiến diễn ra ở tại Ukraine Thì rõ ràng chúng ta thấy Quân đội Nga không phải mạnh Giống như những cái ranking đã đừng đánh giá Do đó thì Còn việc mà ông ta có liều mình hay không Thì cái đó phải hỏi bản thân ông ta Có điều Theo tôi nhận định Với cá tánh của Putin thì ông ta chưa chắc đã sử dụng cái loại vũ khí này Với cá tánh của ông ta nha yeah. Rồi tiếp tục à... Wow à... Ok lướt qua khá nhiều Ok à... Tại sao Hồ Cẩm Bào bị đuổi ra khỏi đại hội đảng Minh Phong Không biết Nhưng mà trong trước trong cái ngày bế mạc Ông ta không phải bị đuổi Mà ông ta bị áp tải ra bên ngoài Ông ta là người ngồi kế bên Tập Cận Bình đó và ông ta bị áp tải ra bên ngoài tôi không biết cái protocol của họ như thế nào có thể là bởi vì à, ông ta là cựu lãnh đạo thôi và trong lúc mà ông ta không còn quyền hạn gì ở trong cái bộ chính trị thì ông ta không thể ngồi ở lại hoặc là có thể là tập cân bình muốn sử dụng cái hình ảnh này để mà cảnh báo và à, tức là một cái hình thức bỉ mặt cái phe phe mà bị thua cuộc có thể chúng ta chưa biết được nha <laughs> ok, rồi à. Nếu như giá năng lượng vẫn tăng cao kinh tế Âu châu hỗn loạn năm 23, khả năng tư bản Âu châu tháo chạy sang Mỹ rất cao, uh, uh, euro có thể bị bể ra từng mảnh. Tôi nghĩ rằng cái cục diện này sẽ xảy ra nếu tiếp tục khuynh hướng này. Nếu tiếp tục cái đường hướng như bây giờ thì tôi bảo đảm với quý vị liên hiệp Âu châu sẽ phải có một cái uh, uh, sự phân hóa dẫn tới sự tan rã. Và thứ hai, đừng nói tới cái vấn đề mà Hamba nó đầu tư. Ngay từ khi mà Nga khởi động cuộc chiến ở tại Ukraine, thì nguồn đầu tư của Âu Châu đã tràn ngập vào Hoa Kỳ. Nguồn đầu tư của Âu Châu đã tràn ngập vào Hoa Kỳ trong 8 tháng qua rồi. Thì có thể Hamba nó sẽ bùng phát lên hơn. Tại vì Âu Châu sẽ rơi vào hỗn loạn. Những người mà có tài sản tại Âu Châu, họ rất sợ. Họ sợ Nga mở rộng cuộc chiến không chỉ là ở chiến trường Ukraine mở rộng cậu ở Âu Châu và thứ hai người ta sợ người dân tại Âu Châu nổi loạn quý vị thấy là Pháp liên tục biểu tình và đình công nhưng mà đám báo chí cánh tả ở tại Mỹ nó đè lại hết nó không đăng những cái tin biểu tình đình công của người Pháp trong vấn đề gọi là phản đối về giá cả chi phí quá cao vẫn ngày hôm nay ở bên Pháp vẫn biểu tình nhiều thành phố luôn nhưng mà quý vị sẽ không tìm thấy được những cái hình ảnh này ở trên các cái báo chí trên mạng. Tại vì đám cánh tả nó cố gắng đè xuống. Nó không muốn có cuộc hỗn loạn cho nên là nó đã cấu kết với những chính quyền cánh tả đè những cái tin này xuống nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Ok. À... Con 14 tuổi có thể làm gì không chú? 14 tuổi con chỉ là cái tuổi ăn học thôi. Nhưng mà con có thể học rất nhiều thứ ở trên cái à, à, internet Thì con có thể tìm kiếm được những cái à, trao dồi rất là tốt Còn ở tuổi con là cái tuổi gọi là tuổi thiếu niên thôi Con chả làm được cái gì cả, con cũng không đủ tuổi đủ, đủ, đủ đi làm nữa Nha, ok Rồi tiếp tục à... À, à Anh cho rằng Putin không dùng vũ khí hạt nhân thì thua Ukraine chắc chắn Anh nghĩ Nga chịu tăng rã sụp đổ sao? ông ta không sử dụng bởi vì ông ta còn nhiều loại vũ khí khác lợi hại hơn vũ khí về nguyên tử ông ta còn nhiều loại vũ khí khác do đó tôi nghĩ rằng là ông Putin sẽ không dùng cái loại vũ khí này nha à nga làm gì mở rộng cuộc chiến được nữa anh phong Ukraine đánh còn không xong chính vì họ đánh Ukraine không xong cho nên họ sẵn sàng mở cuộc chiến ở những quốc gia có đường biên giới với nga những quốc gia nhỏ có đường biên giới với nga latvia estonia là Lutiana, là những những quốc gia rất nhỏ thì họ có thể chưa biết được tùy theo cái uh, tình hình diễn biến của cuộc chiến nha yeah. rồi à, như lúc nãy tôi có hứa thì à, cho pha phong một vài giây để phong uh, hướng dẫn cho khán thính giả của california ở trong các cái dự luật và cái quan điểm của phong tất cả các dự luật mà họ đưa ra đều nô no hết không có một dự luật nào đánh giá được hết thứ nhất cái dự luật số 1 nó gọi là prop one à, là để gì quý vị nó dùng cái chữ rất là à, cà chớn tức là nó dùng cái chữ để mà chơi chữ nó dùng chữ uh, reproductive freedom thì quý vị nếu mà quý vị nhìn đó thì nó dịch ra cái chữ này á, là tự do sinh sản nhưng thực tế nó là tự do phá thai do đó quý vị phải bỏ nô no trong dự luật này cái thứ hai là cái dự luật 26 là person sport watching đây là cái cá độ thể thao trực tiếp tức là nó cho phép cá độ thể thao một cách trực tiếp ở tại california và điều này có nghĩa là nó lấy nó nói là nó lấy tiền này này để mà nó lo cho người vô gia cư và cái prop 27 cũng tương tự là nó cho phép cá độ cờ bạc thể thao online trực tiếp là đây là một trong những cái hai cái dự luật này quý vị phải bỏ nô no trong hai dự luật này bởi vì hai dự luật này là hai dự luật để mà có thể làm cho quý vị tán gia bại sản ok nó cho phép cá độ thể thao trực tiếp ở California và cho phép hợp pháp trực tiếp cá độ thể thao. À, đó là cái hai cái dự luật. Và cái dự luật 28, tức là cái Prop 20X là nó sẽ chi ra 1 tỷ Mỹ Kim để giảng dạy nghệ thuật và âm nhạc cho trẻ em từ 1 tới 5 tuổi. Quý vị, đây là cái lối xài tiền vô tội vạ. Nô no luôn. Tại 1 tới 5 tuổi làm sao xài tới 1 tỷ Mỹ Kim? Nó chi tiền cho những dân vật cánh tả trong giới giải trí để có thêm việc làm. Quý vị, và cái điều này là chúng ta không cần cái, cái 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 ngân sách này chúng ta vẫn có những nhân tài ở khắp đất nước Mỹ về âm nhạc và cái đó là cái cái tự nguyện. Bây giờ nó chi ra là nó áp đặt đó quý vị. Rồi cái prop 29 tức là cái prop này đó là đòi hỏi họ phải có bác sĩ ở trong cái uh, phòng mà gọi là lọc thận. Thì cái nó gọi là cái uh, physician uh, for kidney uh, dialysis á thì à, quý vị, đây là một trong những cái dự luật mà tôi nghĩ rằng là nó tìm cách chi tiền và lấy lòng cho giới y tế. Do đó, đây dự luật là no. và cái cái dự luật à, thứ 30, tức là cái prop à, 30 đó là nó gọi là tiền thuế để giảm tăng thêm tiền thuế để giảm vấn đề ô nhiễm vào không khí và cháy rừng. Quý vị, dự luật này nó tăng thêm 1.75% cho những ai có lợi lợi tức trên 200.000 Mỹ kim đây là hành động thu thuế thêm và nhân danh môi trường và cháy rừng thì quý vị nó dùng cái này lại nó tăng thuế người ta thì quý vị tôi vẫn đề nô no. và dự luật thứ 31 là nghiêm cấm thuốc lá có mùi vị thì quý vị đây là cái dự luật mà nó nó dùng để mà ngăn chặn các loại thuốc điện tử thì cái này quý vị có thể bỏ nô no hay giác yes cũng được nhưng nếu như mà quý vị bỏ giác yes, thì có nghĩa là dân California sẽ tốn thêm khoảng 1 tỷ cho 4 năm cho việc mà gọi là thực thực hiện cái luật này do đó tất cả các cái prop ở California quý vị đánh nô hết nha yeah. ok đó là cái mà à, phong giải thích cho quý vị rồi tiếp tục ok à... ok à... đức giáo hoàng có ảnh hưởng gì tới tình hình chính trị thế giới hay không với vị đức giáo hoàng hiện nay à, Francis thì ngài không có ảnh hưởng với người những người tiền nhiệm thì có ví dụ như là người có ảnh hưởng về nền chính trị nhất thế giới là đức giáo hoàng John Paul đệ nhị ngài làm giáo hoàng của à, giáo hội thiên chúa công giáo ở, ở à, Vatican đó, thì trong cái giai đoạn mà đang có cuộc à, gọi là chiến tranh lạnh giữa khối cộng sản và khối tự do, thì cái tầm ảnh hưởng của đức giáo hoàng John Paul đệ rất cao. Nhưng mà tới à, đức giáo hoàng mới đây nhất là Francis đó, thì à, gần như là ngài thách sai trong vấn đề chính trị, trong những cái khuynh hướng chính trị và bốn khuynh hướng chính trị thì ngài lại đứng về phía cánh tả thay vì là uh, điều hành quần máy theo cái quy tắc của tôn giáo điều hành quần máy theo chế độ độc tài toàn trị điều hành quần máy của quốc gia theo cái khuynh hướng bảo thủ và điều hành quần máy quốc gia theo khuynh hướng cực tả thì đức giáo hoàng phanxic chọn ở khuynh hướng cực tả do đó thì uh, cái uh, chính điều này nó đã khiến cho cái tiếng nói về chính trị của đức giáo hoàng không còn mạnh nữa nha rồi tiếp tục uh, À. anh phong ông Boris Johnson có trở lại chức thủ tướng không? Dạ. Yeah. Có tin là ông quay trở về nước Anh rồi và ông đang có ý định quay trở lại tranh cử chức thủ tướng lần nữa. Thì đây là cái mà tin ngày hôm nay tôi có nha. Yeah. Rồi tiếp tục à Với tình hình hiện nay Trung Quốc thì theo chú Phong tập cần mình có phải là người đứng đầu Trung Quốc cuối cùng không chú Phong? Chưa biết được, nói chữ cuối cùng thì tôi không dám bảo đảm. Nói chữ cuối cùng thì tôi không dám bảo đảm cách đây khoảng chừng 7 năm, 6 năm Tôi đã từng viết một cái bài Và tôi hối hận cho bài đó Lúc đó quý vị Tôi cho rằng cái cái sự tàn ác của Cộng sản Thì à, Nguyễn Phú Trọng Sẽ là tổng bí thư cuối cùng của Cộng sản Việt Nam Nhưng tôi sai Tôi sai ở chỗ Là tôi đánh giá sự tàn ác Cộng sản đúng Nhưng tôi đánh giá người dân Việt Nam sai Do đó Nguyễn Phú Trọng không phải là tổng bí thư cuối cùng và sẽ còn những tổng bí thư khác tiếp tục cai trị đất nước Việt Nam. Thì Tập Cân Bình cũng vậy. Ông ta có nhiệm kỳ thứ ba, thì có thể có nhiệm kỳ thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Do đó, tôi không có xem cái đó là tổng bí thư cuối cùng đâu. Trừ phi là ông ta mở cuộc chiến quân sự với à, ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương, thì có thể dẫn tới tình trạng cộng sản bị sụp đổ trong nội bộ. Nha, ok. Rồi tiếp tục. à OK, em ở San Jose cảm ơn anh Phong giải thích những dư luật họ dùng những chữ rất khó hiểu làm người dân bị gạt Dạ yeah, Họ chơi chữ rất là nhiều. Đám này là cái đám mà nó chơi chữ. Do đó, quý vị, tất cả các dư luật, quý vị bấm nô hết cho tôi. Bấm nô hết cho tôi. Tại vì thứ nhất, nó xài tiền tiểu bang một cách vô tội vạ, nó tăng thuế người dân và thứ ba là, quý vị, nó ủng hộ cho cái phong trào phá thai vô tội vạ. Nhưng mà nó cố tình chơi chữ. Do đó quý vị rất cẩn thận Và tôi nói rằng tất cả đều nô no hết Không có cái nào yes hết quý vị nha Rồi tiếp tục à, Ok à, Ok Anh cho em hỏi chương trình định cư tại Mỹ EB3 à, Cảm ơn em nhiều Nếu giới điều kiện em có mặt tại Mỹ ngay bây giờ Thì em có thể có được cái cơ hội Đi EB3 Còn nếu như em từ Việt Nam Thì bảo đảm em mất mấy chục ngàn và em vẫn ở lại Việt Nam. Ok? Nếu em đi chương trình EBT tại 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 Việt Nam. Còn nếu như em đang qua qua Mỹ bằng giấy tờ du lịch rồi em chuyển cái visa. Em có những cái cách để chuyển visa thì em có khả năng apply vào chương trình EBT bởi vì em có mặt ngay tại chỗ và em có khả năng làm việc ngay ngày mai. Còn ở Việt Nam nó xét giấy tờ em không 2 năm rồi. Nếu anh là chủ một công ty, anh muốn thuê mướn công nhân nước ngoài thì anh cần phải thuê mướn ngay từ bây giờ anh cần người bây giờ chứ anh, anh không cần hai năm sau anh không cần hai năm sau mới mướn người tại vì anh đâu biết được cái business anh hai năm sau còn sống hay không do đó em mà ở đó mà mơ mộng ebt đó thì em đáng em chịu mất tiền đáng chịu nha rồi tiếp tục wow à cảm ơn cao văn ngô đóng góp 50 mươi kim chúc cuối tuần vui vẻ cảm ơn rất là nhiều à ok nếu nga có vũ khí lợi hại thì đã úp sụp uh, ukraine từ lâu rồi chứ không kéo dài 7-8 tháng tổng động viên như vậy đâu anh ơi yeah. thì tôi đã nói với quý vị là cái uh, sức mạnh quân sự của nga đã không mạnh giống như người ta tưởng tượng có điều là putin còn một số những loại vũ khí khác những vũ khí đó nó mang tính chất vũ khí kinh tế và chính trị chứ không phải là vũ khí quân sự ông ta còn những loại vũ khí khác có thể uy hiếp cả, cả, cả âu châu Do đó quý vị, ông ta chưa cần phải sử dụng tới cái loại vũ khí bị cấm đâu nha. Con từng học 12 năm dưới mái trường xã hội chủ nghĩa khi học tới chiến tranh lạnh con thấy họ viết theo kiểu binh vực Liên Xô này nọ quay qua chơi bay Mỹ. Rồi bây giờ kinh tế nó phát triển nhờ Liên Xô hay nhờ Mỹ? Nói tôi nghe đi. Câu trả lời đã là cái 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 thực tế cuộc sống đã là câu trả lời cho con rồi nha. À chỉ cần Việt Nam dám tăng lãi suất US bằng một nửa đồng Việt Nam thì đồng Việt Nam đi vào sọt rác vì lại vậy lãi suất Mỹ là không đồng ok à, ok à, tập cân bình chỉ đánh đổi thỏa thuận thế nào mà đẩy được Lý Khắc Cường ra khỏi nhiệm kỳ chưa biết được ông ta làm sao thuyết phục được thành phần đối kháng và cuối cùng đẩy được Lý Khắc Cường ra hai thứ thôi một là chủ nghĩa dân tộc cực đoan hai là trao thêm quyền lợi cho cái phe đối lập để thu phục họ về phía ông chỉ có hai cách này thôi nha yeah. rồi à, tiếp tục vào wow, à. ok California cái này trên cầu dân ý cấm thuốc lá điện tử trong khi lại cho hợp pháp cần sa dân chủ đúng là tào lao cho nên tôi nói bấm nô là như vậy một mặt họ cấm thuốc lá điện tử tức là cái loại thuốc mà nó có flavor một loại một mặt thì nó lại cho cần sa được hợp pháp do đó tôi nói với quý vị tất cả những cái prop đưa ra, quý vị đánh nô hết cho tôi, đừng có đánh giá cái gì hết, tại vì à, à, ở California chúng ta có khoảng à, gần 900.000 người người Việt, thì trong đó ít nhất tôi nói ít nhất là một phần ba, cho tới phần nửa là quốc tịch Mỹ, thì quý vị chỉ cần 300.000 tới 500.000 phiếu đã đủ thay đổi cục diện rồi, đã đủ thay đổi cục diện rồi, quý vị bấm nô hết cho tôi nhất là lá phiếu khiếm diện vừa gửi về cho quý vị đó. Bấm nô no hết cho tôi. Tất cả những cái prop đó bấm nô no hết. Nó làm cho chúng ta phải tốn thêm tiền thuế, nó tăng thuế tất cả những người mà có lợi tức trung bình. Thì quý vị, điều này nó rất là nguy hiểm, nó sẽ đẩy cái đời sống lên càng cao hơn. Do đó, quý vị nghe lời tôi, bấm nô no hết nha. Rồi tụi tốt, tốt. ok. À Cộng sản đổi tên thành phố Hồ Chí Minh sau Bi Sài Gòn nó không đổi luôn anh. À, coi ai dân miền Nam dám uống Sài Gòn nữa không? OK Sài Gòn mãi đỉnh. Câu này cũng hay. Tại sao nó đổi tên mà nó không đổi luôn cái chữ Bi Sài Gòn? Quý vị và nó cái điều này quan trọng nhất nó đổi không được cái code. Nó đổi không được cái mã code của quốc tế vẫn là chữ S SGN uh, tức là chữ uh, chữ Sài Gòn viết, viết tắt đó. Trên uh, trên bệnh viện của các cái chuyến bay quốc tế thì cái mặt cái cái code của nó vẫn là SGN tức là chữ Sài Gòn nó không có cái tên Hồ Chí Minh gì cả nha rồi tiếp tục à, ok à, anh Phong có thấy video Hồ Cẩm Đào bị đuổi về khi phiên bế mạc hay không tôi thì bị thấy ổng bị áp tải ra bên ngoài đoạn video đó tôi thấy ổng bị áp tải ra bên ngoài thì cái này có lẽ là chúng ta sẽ thảo luận nó vào trong cái chương trình tân Nhật Ký ngày thứ hai đi. Để chúng ta có thêm một số tin tức liên quan tới phiên họp này. Rồi chúng ta phân tích xem coi là Tập Cần Bình có nắm được 100% cái quyền lực hay không. Và như vậy thì nếu mà ông ta nắm 100% thì cái gì, cái cái định mệnh của Trung Quốc kế tiếp sẽ như thế nào nha. Rồi, à... Wow, à... Putin mà thua cuộc chiến với Ukraine thì Putin có bị luận tội không? Nếu ông ta bị chất, bị rời khỏi quyền lực thì ông ta không phải bị luận tội mà ông ta sẽ bị truy tố trước tòa án à, ICC. Mặc dù Nga không nằm trong tòa án này nhưng ông ta vẫn sẽ bị truy tố trước tòa án ICC về các tội ác chiến tranh nha. Rồi tiếp tục. Wow, à rồi à, cũng như hàng công Việt Nam vẫn là sân bay Tân Sơn Nhất nhưng mà quý vị bây giờ thì cái Việt Nam Airlines nó bán cho à, à, các đại gia Trung Quốc rồi, nha, yeah. ok. California trưng cầu dân ý là hợp pháp hóa cá độ bóng đá hay sao? Cá độ à, thể thao, thể thao thì trong đó không có bóng đá, à, bóng đá nhưng mà dân dân ở Mỹ này họ không thích, họ không thích túc cầu. Dân ở Mỹ này họ có nhiều môn thể thao, họ thích hơn là túc cầu. Cho nên là cái hợp pháp hóa về cá độ thể thao, cá độ thể thao thứ nhất là football, tức là bóng à, Cana Ở bên Việt Nam gọi là bóng Cana đó Ok, cái môn đó là cái môn top nhất của nước Mỹ Thứ hai là NBA Tức là môn bóng rổ Thứ ba là baseball Tức là môn bóng chày trà, bóng chài Và thứ tư là môn à, à, khúc con cầu Tức là trượt băng đó Đây là bốn môn thể thao được xem là top nhất của nước Mỹ Ok Tốt cầu thật sự nó chỉ có mới xuất hiện ở Mỹ độ 20 năm nay thôi Nhưng nó không thu hút được cái hào hứng của dân Mỹ dân Mỹ hào hứng nhất vẫn là những cuộc tranh tài về môn football football tức là cái môn mà mà, mà bóng cà na, ok. Ở, còn tiếng Mỹ các vị chữ ở bên Âu Châu họ dùng chữ football là túc cầu đá banh nhưng bên Mỹ chữ football là dành cho bóng bóng cà na còn chữ đá banh và túc cầu nó gọi là soccer OK. Do đó thì bên Mỹ này là hợp pháp hóa cho cái vấn đề cá độ thể thao ở tại đây, tức là nó sẽ mở các sòng bài tại California có quyền cho phép được cá độ thể thao. Các sòng bài. Bây giờ các sòng bài California, họ dựa trên cái khu vực của người da đỏ họ được tập sòng bài, nhưng họ không được phép cá độ thể thao. Tại vì cái đó là cái license của Las Vegas, của Nevada. California vẫn cấm cá độ thể thao họ cho cờ bạc nhưng họ cấm cá độ thể thao còn cái dự luật này nó ra nó cho cá độ thể thao và cho luôn cá độ thể thao trên mạng luôn cái hai cái prop 26 và 27 thì chúng ta bỏ đồ hết ok ở california quý vị sở dĩ nó được lập sòng bài là nó dựa trên cái cái hiến pháp ưu đãi cho người da đỏ tức là người indian tức là người bản người bản xứ đó thì trong cái hiến pháp quy định ưu đãi đó thì phải tôn trọng tuyệt đối cái văn hóa của người da đỏ mà một trong những cái văn hóa của người da đỏ lại là cờ bạc, cho nên tất cả những sòng bài mà kéo máy được đó, tức là nó có slot machine nó gọi là Indian Casino đó, thì nó phải được mở ở trong các vùng đất của người da đỏ, thì nó mới được mở. Còn nếu không thì nó không được mở. Còn những cái sòng bài nhỏ nhỏ ở những cái thành phố thì nó gọi là Car Casino, tức là quý vị không có uh, slot machine, không có máy kéo đâu, mà chỉ ngồi đánh bài với nhau và chủ xong bài thâu sâu thôi tức là mỗi một bàn họ thâu một đồng hai đồng ba đồng năm đồng gì đó cho mỗi một ca mỗi một người chơi bài họ thu sâu thôi thì nó khác nhau chỗ này thì lần này california là muốn giật chớp của las vegas cho nên và họ muốn có thêm tiền họ đa, họ sẽ thu thêm tiền thuế từ cái kỹ nghệ cờ bạc do đó quý vị có thể thu thêm một phần tiền thuế đó nhưng mà cuối cùng nó sẽ tạo ra rất nhiều những cái thảm cảnh và những cái thảm kịch và trong đó tán gia bại sản là chuyện đương nhiên thứ hai là tình trạng tội ác gia tăng bất kỳ một nơi nào có sòng bài đều có mức độ tội ác càng cao hết ok bất kỳ chỗ nào có sòng bài thì mức độ tội ác đều tăng hết tức là những cái tệ nạn xã hội sẽ bùng nổ nha yeah. rồi tiếp tục ok à. rồi ok à lướt ra tiếp tục kiểu này dân cali thao vui chơi thỏa thích nhiều nhiều tai nạn nhiều chạy là thượng sách dạ. đối với tôi là càng có nhiều cái trò gọi là giải trí mỹ dân thì họ càng nắm quyền đó là cái mục tiêu của đại dân chủ tạo ra nhiều giống y trang như cộng sản cái này họ copy y trang của cộng sản luôn tức là tạo ra những cái thú vui giải trí để người dân chìm đóng trong những cái thú vui giải trí này và lệ thuộc vào chính phủ và khi lệ thuộc vào chính phủ Thì số mạng và con người quý vị Sẽ nằm trong bàn tay của chính phủ Quyền lực họ sẽ nắm tuyệt đối Chính vì vậy mà tôi vẫn ủng hộ cho cái tinh thần độc lập Độc lập trên mọi vấn đề Độc lập ở tư tưởng Độc lập ở cái nguồn xuất nhập cản Độc lập ở cái vấn đề về giáo dục Thì quý vị Đó là lý do tại sao mà Dân California sẽ đối diện với một cái hậu quả rất thảm khốc trong vòng 30 năm tới trong vòng 30 năm tới tôi nói với quý vị là dân California sẽ đối diện với một cái hậu quả thảm khốc một xã hội băng hoại hoàn toàn một xã hội băng hoại hoàn toàn chi phí đời sống rất cao rất cao quý vị chịu không nổi đâu và những kẻ mà còn sống tại California nhất là cái giới trẻ sau này đó là nó sẽ lệ thuộc vào tất cả những chính phách sách của cái guồng máy cai trị nó không dứt ra được và nó sẽ bị kiểm soát chặt chẽ bởi các big tech luôn đó là cái tương lai của California đó quý vị nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow. à OK à. Qua cuộc chiến này mới thấy vũ khí của Nga thua xa với vũ khí Mỹ phải không anh? Tôi thì chẳng có cái um, khái niệm về thua hay là mạnh hơn. Có điều là rõ ràng trong cuộc chiến này, vũ khí của Nga không hữu hiệu bằng của Hoa Kỳ. Của Hoa của Hoa Kỳ thực tế hơn. Bởi vì Hoa Kỳ có kinh nghiệm chiến trường quá nhiều. Họ chế tạo vũ khí dựa trên tất cả những chiến trường khác nhau. Còn Nga thì ít tham dự hơn Hoa Kỳ. Thì những gì họ chế tạo là dựa trên cái mà họ tự chế tạo ra thôi. Còn Hoa Kỳ chế tạo vũ khí cho từng chiến trường khác nhau, từ khu sa mạc nó khác, từ khu rừng rậm nó khác, ở trên biển nó khác. Tức là tại vì Hoa Kỳ mỗi một đời tổng thống đều có tham chiến. Do đó, những cái vũ khí họ chế tạo nó thích hợp cho từng cái khu vực và từng giai đoạn và từng thời tiết nữa. Thì tôi thấy là như vậy thôi. Còn cái việc mà so sánh thua hay thắng tôi không so sánh như vậy nha. Rồi tiếp tục. Ok. Ok. À. Wow. Bia Sài Gòn, bánh mì Sài Gòn, quán lẩu ốc Sài Gòn. Nói dùng chữ Hồ Chí Minh là chết chắc luôn anh Phong ơi. Cho thấy rằng không thể giết được văn hóa của một dân tộc. Nó áp đặt cái chữ Hồ Chí Minh nhưng có bao nhiêu người sẽ dùng chữ Hồ Chí Minh này? Hay là người ta, trên miệng người ta nói đi Sài Gòn. Và bây giờ tất cả những cái thương hiệu mang chữ Sài Gòn đều nằm khắp nơi hết. Kể cả ở hải ngoại. Ở hải ngoại người ta vẫn gọi là Lido Sài Gòn. Chứ người ta đâu gọi gọi Lido Hồ Chí Minh đâu quý vị. Đúng chưa? Thì quý vị, cái này cho quý vị thấy là không giết được một nền văn hóa. Và không giết được cái lịch sử của một khu vực hay một dân tộc. Nha. Thế anh Phong định cưng Mỹ cả gia đình theo diện gì hợp nhất về anh. Cảm ơn anh trả lời dùm. Quý vị, tùy theo trường hợp quý vị có tiền hay không và có thân nhân ở Mỹ hay không và thân nhân ở Mỹ có đủ uh, khả năng để bảo lãnh cho quý vị hay không. Đơn giản vậy thôi. Quý vị chỉ qua Mỹ bằng hai đường diện. Một là thân nhân bảo lãnh, trực hệ. Hai là quý vị có thật nhiều tiền để mà đi theo cái diện EB-5. Nhưng mà đi theo diện này á là phải hiểu rõ ràng cái ý nghĩa của cái diện EB-5 là cái gì. Đừng nghe tụi nó suối nhào vào mấy cái dự án xây dựng địa ốc là quý vị mất trắng tay luôn. 8 trường hợp trong số 10 trường hợp mà đầu tư vào địa ốc xây dựng à, những cái trung tâm đó đều bị sĩ quan sở di chú bác hồ sơ hết. Khó xin lắm. Trừ khi quý vị đầu tư vào những cái hãng xưởng những cái nơi mà thuê thêm mướn thêm người thì lúc đó nó khác. Còn quý vị đầu tư vào những cái dự án địa ốc thì tôi sorry. Ok, trên thực tế ta, 10 hồ sơ, 8 hồ sơ bị bác rồi ok rất là khó họ xét họ duyệt xét hồ sơ này rất là khó nha rồi tiếp tục à wow à tại sao dân california không thay đổi đảng cầm quyền cứ để đảng như cầm quyền vậy chú phong tại vì đơn, đơn, giản thôi họ đã bị prank quá suốt bốn chục năm nay do đó tất cả những người dân ở bắc california 58 quận ở california thì chỉ có một hai quận là giữ được cái tinh thần bảo thủ còn lại trên 50 quận Là bị French Watch hết rồi Nó đi theo cái tư tưởng cực tả hết rồi Cho nên nó vẫn chọn những người cực tả đó. Tại vì năm Gần như là ở California có tổng cộng 58 quận Thì trên 50 quận Là thành phần đi theo khuynh hướng cánh tả hoặc cực tả rồi Nó chỉ có vài quận Là còn giữ được cái tinh thần bảo thủ thôi cho nên làm sao mà dân California mà cái việc bởi biểu họ thay đổi đây Ok. Rồi tiếp tục. Ok à lãi suất nhà băng năm 2024 có được giảm xuống không? Tôi không nghĩ như vậy. Nếu mà họ giảm xuống thì họ sẽ không chống được lạm phát. Tôi nghĩ rằng California ở ở Mỹ này á lãi suất của bên ngân hàng nó sẽ duy trì cho hết năm 2023 và sau khi mà nó đẩy cái lạm phát xuống ở cái mục tiêu mà họ muốn, tức là khoảng 2% đó thì lúc đó nó mới bắt đầu tháo gỡ cái vấn đề của à, lãi suất tức là giảm bớt lãi suất. còn bây giờ quý vị nó vẫn phải duy trì để chống lại tình trạng lạm phát, nha. rồi thí, à, cờ bạc là thú đau thương chứ thú giải trí dành phòng người. nhưng mà thật sự đối với một số người vẫn đam mê cờ bạc. đối với họ là giải trí. mặc dù rằng có những người đã thua thê thảm quý vị cách đây không lâu tôi gặp chị Thanh Lan. Thanh Lan này là trung tâm Thanh Lan. Chứ không phải là à, nữ ca sĩ Thanh Lan nha. Trung tâm Thanh Lan là một trong những trung tâm đầu tiên của người Việt ở Mỹ phát hành bản nhạc đó. Thời đó chị Thanh Lan phải nói là một trong những đại gia của Lido Sài Gòn đó. Ok. Cái hôm cách đây khoảng chừng chục năm rồi. Tôi gặp chị trong chợ Thông Phát, Thì à, chị rất là dễ thương. Chị gặp chị nói. Từ ngày mà tôi biết là đánh bài cho tới bây giờ. Tổng cộng tôi thua là 25 triệu tức là chỉ tính từ cái lúc mà chỉ bắt đầu cầm cái bài lên cách đây mấy chục năm đó cho tới lúc mà chỉ không còn tiền để chơi bài nữa đó, tổng cộng chỉ tôi tới 25 triệu. Thì quý vị thấy là là cái cái cờ bạc nó nó khiến cho người ta khủng khiếp tới cả nào, nhưng vẫn có những người họ coi đó là giải trí. Và tôi phải cảm ơn cái đại dịch. Quý vị, những tiểu bang ở miền Nam và những tiểu bang xa đó, họ cũng có những cái sòng bài Người Việt mình ở những tiểu bang đó vì cái đời sống nó tương đối nó dễ hơn. Họ kiếm tiền rất nhiều. Không có chỗ xài tiền. Cho nên họ tới sòng bạc không. Cho nên họ tới sòng bạc họ xài tiền khủng khiếp trong sòng bạc lắm. Nhờ 2 năm đại dịch mà bây giờ họ bỏ được cái thú đó. Tức là đại dịch nó cũng có mặt tích cực của nó đó. Cái mặt tích cực của nó là cho người ta có cái cơ hội dù muốn cờ bạc cũng không được. Do đó cuối cùng cái vị là nó dẹp luôn. Tức là họ bỏ luôn cờ bạc luôn Nhờ 2 năm nhịn đó họ bỏ luôn cờ bạc Nhưng mà trước đó đó quý vị Người Việt mình ở khu vực ở phía Nam Và ở phía khu vực Atlantic đó quý vị Họ thu tiền cờ bạc rất là nhiều Họ thua tiền cờ bạc tới tán già bại sản luôn Nha yeah. Rồi tiếp tục ok lạm phát kiểu này nguy cơ test à, Fed sẽ tăng lãi suất lần nữa à, Sẽ phá giật thị trường nhà cửa 23 Âu Châu đang réo Ông Châu của nguyên định kinh tế hai mặt một đồng tiền có nghĩa là giá nhà chưa chắc giảm thị trường địa ốc sẽ khó khăn tức là sao quý vị nếu như mà lạm phát vẫn tiếp tục thì đương nhiên là bên uh, quỹ dự trữ liên bang phải uh, tăng phân lời để chống lạm phát khi tăng phân lời thì cái thị trường địa ốc nó sẽ bị đứng lại tại vì ngân hàng cho vay khó khăn lắm và phân lời cao quá không ai vay tiền mua nhà cả nhưng nếu thị trường nó hỗn loạn tại âu châu thì cái nguồn đầu tư Âu Châu đổ vào địa ốc của Hoa Kỳ lại nhiều Nó lại giữ ra giá nhà lên Nó không làm cho giá nhà giảm xuống Có giảm xuống từ 10 cho tới 20% Nhưng sẽ không giảm xuống hơn Bởi vì bên Âu Châu và Á Châu vẫn đổ tiền vào ngành địa ốc Đặc biệt là những cái khu vực mà như California California cái năm mà tôi mua căn nhà đầu tiên tôi nhớ năm 1996 Lúc đó tôi mua có 170 ngàn 190 ngàn. Quý vị, bây giờ một căn nhà ở tại California, chỗ mà tôi mua là ngày xưa đó, là trên 1 triệu rồi. Trên 1 triệu bị kim. Quý vị, do đó bây giờ nó có giảm xuống đi nữa. <laughs> Cỡ chừng 20% là tối đa. <laughs> Bởi vì cái nguồn tiền từ bên ngoài, nó vẫn đổ vào địa ốc và nó trả tiền mặt. Cho nên dân ở California không đủ sức mua nhà. Nhưng dân ở bên ngoài đổ tiền vô rất là nhiều. Đây là cái... Cho nên chưa chắc giá nhà đã giảm. Lãi suất tăng nhưng mà chưa chắc giá nhà đã giảm. Ok quý vị. Đó là cái mà thực tế mà tôi nhìn thấy nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À, bất cứ một đạo giáo nào mà xen vào chính trị. Những cái đó đổi lốt tu hành. Chưa chắc. Chưa chắc đôi lúc cái khuynh hướng tôn giáo nó giúp cho chính quyền quản trị xã hội tốt hơn, nó giảm được rất nhiều những cái sự gọi là băng hoại, nó giảm đi những cái sự băng hoại rất là nhiều. quý vị ngày xưa đó bên à, công giáo họ tuyên bố là họ không xen vào chính trị, nhưng mà rồi quý vị chính họ phải xen vào là bởi vì cái cái việc mà phá thai cướp đi sự sống của bào thai trong trong bụng mẹ là điều không thể chấp nhận được. Cho nên những à, những người truyền giáo của đạo à, công giáo tại Hoa Kỳ, họ áp lực rất mạnh Vatican là phải lên tiếng. Không thể để cho những cái bào thai đó bị phá đi. Thì quý vị bắt buộc phải xen vào. Đôi lúc cái giá trị tôn giáo nó giữ cho cái xã hội, cái guồng máy của chính phủ không thể đi cấp tiến và phóng túng tới mức băng hoại. Cái giá trị của tôn giáo rất lớn. Cho nên đừng nói tầm bậy không phải là đổ lúc tu hành mà họ cần phải tranh đấu để gìn giữ cái sự sống và gìn giữ những cái luân lý đạo đức nó đang bị crash bởi những cái tư tưởng cực tả, cánh tả nó làm cho toàn bộ cái băng băng ngoại toàn bộ cái nền móng của gia đình, nền móng của xã hội luôn. nha, ok đừng có đưa ra một cái cái câu một cái kết luận gọi là sai lầm như vậy. Rồi tiếp tục. Ok à Anh Phong có biết gì về văn hóa thuần Việt hay không? Vậy thì nói cho tôi biết đi. Thuần Việt là cái gì? Thuần Việt là những chữ mà cộng sản đẻ ra đó hả? Những chữ như là phượt là thuần Việt đó hả? Những chữ như là à, hoành tráng là thuần Việt đó hả? Những chữ như là gì? Biến động di cư gì đó? gì là thuần Việt đó hả? No. tôi không có khái niệm về cái đó nữa. Quý vị, nếu nói chữ thuần Việt đó, thì phải tránh hết tất cả những chữ. Nhưng mà trong văn hóa Việt Nam, quý vị, chúng ta vẫn dùng những cổ ngữ. Quý vị có thể gọi là hán nho cũng được. Tôi dùng là cổ ngữ. Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta vẫn có những cổ ngữ và những cổ ngữ đó có một vị trí rất sang trọng trong văn hóa Việt Nam. Dùng cái ý tưởng thuần Việt để xóa bỏ cái nền văn hóa này là cái ý tưởng của Cộng sản đó. Và bây giờ nó đang làm đó nó đang dùng tất cả những cái gọi là thuần việt ở trên mặt báo chí để nó xóa đi tất cả vết tích văn hóa của miền Nam và văn hóa của người Việt Nam đó chúng ta có những cái chúng ta được cái may mắn hơn những quân tộc dân tộc khác chúng ta có hai ngôn ngữ tức là quốc ngữ và cổ ngữ quốc ngữ tức là chúng ta có những cái chữ tương là, là, là thời đại mới dựa trên cái dịch thuật của các ngôn ngữ khác và thứ hai chúng ta có cổ ngữ phiên âm phiên âm nguồn gốc là từ hán ngữ nhưng mà chúng ta có cái bộ chữ khác quý vị gọi là chữ nôm cũng được quý vị gọi là chữ cổ ngữ cũng được nhiều người thì gọi là hán nho chúng ta không có cái cái gọi là thuần việt đó do đó quý vị đừng hỏi tôi những chuyện này ok tôi vẫn chủ trương sử dụng tất cả những ngôn ngữ việt nam trong đó cổ ngữ có một vị trí rất sang trọng dùng cổ ngữ nó vẫn có một cái gì đó toát ra được cái sự sang trọng lắm. Còn ba cái chữ thuần Việt ví dụ như tòa bạch ốc nó gọi là nhà trắng. Thủy quân lục chiến nó gọi là lính thủy đánh bộ. trực thăng thì nó gọi là máy bay lên thẳng Cái này gọi là thuần Việt đó, hả? Tôi không đồng ý nha. Rồi tiếp tục. Ok à à Rồi à em Duy Nguyễn ơi, anh Phong không có biết cái luật bên Colorado là nó cho à, cái gì? Ok em phải tự hỏi lấy Tại vì anh ở California Cho nên anh không biết được Em đừng có lặp đi lặp lại câu hỏi quá nhiều nha Ok à, Văn hóa thuần Việt là có từ thời xa xưa Việt vương câu tiễn no. Việt vương câu tiễn chỉ là một giống Việt Trong giống Bắc Việt mà thôi Chúng ta là lạc Việt Mân Việt Chứ chúng ta không phải là giống Việt Của Việt vương câu tiễn Mặc dù rằng dưới dòng sông Dương Tử trở về Nam là đất đai của giống Bách Việt. Ok. Và đừng nói cái chữ thuần Việt của tôi. Cái này là cái chữ do chính cộng sản đẻ ra. Chứ không ai hết. Chúng ta không có cái 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 trước 75 chúng ta chưa bao giờ có chữ thuần Việt cả. Chúng ta sẽ sử dụng những ngôn ngữ đúng nghĩa và đã được à, ông cha chúng ta ngày xưa họ đã tốn bao nhiêu công sức để mà gọt dũa, để mà làm cho cái nghĩa nó sáng lên và chọn đúng cái chữ. Thì chúng ta dùng. Ok. Rồi tiếp tục. Ok. Rồi ok. À. Nếu đảng Cộng Hòa chiếm được Hạ Viện tháng 11 này, liệu Diêu Rem có gặp khó khăn không anh? Tôi không biết. Bây giờ có sự đối chọi ở trên sàn Hạ Viện và Thượng Viện ông McCarthy thì tuyên bố là sẽ giám sát lại những chi phí tài trợ quân sự cho phía Ukraine. Ngược lại, chủ tịch khối thiểu số tại Thượng viện là Mitch McConnell thì lại ủng hộ tăng thêm tiền viện trợ cho phía của Ukraine. Thì quý vị, đây là cái tinh thần của đại công hòa đó. Quý vị thấy chưa chủ tịch thiểu số ở Hạ viện thì nói như vậy, chủ tịch thiểu số Thượng viện thì nói như vậy. Chúng ta cũng không biết được. Tại vì đó là cái tinh thần độc lập của các thành viên trong Đảng Cộng Hòa không vì một cái gì đó mà cấu kết với nhau. Đó, quý vị thấy sự khác biệt của họ chưa? Ông Chủ tịch Hạ Viện Kevin McCarthy thì là đe dọa sẽ cắt bỏ cái ngân sách. Trong khi đó thì ông Chủ tịch của khối tiểu số tại Thượng Viện thì lại tăng cường ngân sách. Quý vị, ngay trong Đảng Cộng Hòa đó nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Ok. à Wow. À phi đạo chứ không phải đường cảm ơn các bạn rất là nhiều vì sao lúc gọi là mỹ lúc gọi là hoa kỳ vậy phong thì thật sự quý vị người ta dùng chữ hoa kỳ đầu tiên ok chữ hoa kỳ này tôi nghĩ rằng nó bắt nguồn từ cái chữ hoa thịnh đốn tức là chữ washington được phiên âm qua tiếng việt là hoa thịnh đốn và dần dần nó hình thành chữ hoa kỳ và sau này thì để cho nó gọn người ta dùng chữ mỹ ok thì quý vị ở cái tập niên 50 thì chữ này mới xuất hiện chữ mỹ mới xuất hiện trước thập niên 50 người ta dùng chữ Hoa Kỳ hay còn gọi tiếng miền Nam mình gọi là quê kỳ quý vị còn nhớ ngày xưa ở miền Nam khi mà những chiếc xe hơi đấy đó được nhập cảng vào Việt Nam người ta gọi là xe quê kỳ okay? là bởi vì nó được phiên âm từ cái chữ Hoa uh, Hoa Thịnh Đốn mà chữ Hoa Thịnh Đốn là từ phiên âm từ cái chữ Washington ra do đó từ cái này người ta dùng chữ Hoa Kỳ thì dùng cái vị nhìn chữ Hoa Kỳ nó sang hơn dùng chữ Mỹ nó sang hơn rất là nhiều ok thì nhưng mà hai chữ thì dùng đều được hết ok thì có đều là chữ hoa kỳ thì tôi vẫn thích dùng hơn là bởi vì nó có một cái level và nó có truyền thống lâu đời hơn ngày xưa ở miền nam là chúng ta đã nói là xe quê kỳ rồi tức là những chiếc xe osmobo mà nhập cảng vào việt nam đó thì người ta gọi người ta đó người ta gọi là xe quê kỳ đó nha rồi tiếp tục à ok à ok à tiếp tục nên tăng cường ngân sách cho Ukraine thì đó tùy mỗi một người tôi đã nói bên đảng cộng hòa là như vậy ok à làm cách nào để thay đổi chủ tịch thượng viện không anh nó no. chữ chủ tịch thượng viện là phó tổng thống không thể thay đổi được đó là hiến pháp quy định chủ tịch hạ viện thì thay đổi được bởi vì phe nào lên tức là Đảng dân chủ lên thì họ bầu người của Đảng dân chủ làm chủ tịch hạ viện. Phe Cộng hòa lên thì họ bầu người của Đảng Cộng hòa làm chủ tịch hạ viện. Nhưng chủ tịch thượng viện là phó tổng thống không có bầu. Cái đó là automatic luôn. Automatic luôn. Chủ tịch thượng viện là phó tổng thống, cái đó không có bầu. Nha. Khi họ đắc cử tổng thống, cái người đắc cử tổng thống thì cái người phó automatic là trở thành chủ tịch thượng viện nha. Rồi tiếp tục. Wow à. Rồi à. Cờ hoa là cái cách gọi của cộng sản. Chữ kỳ là chữ cờ. Thì nó gọi lại kỳ cái cái, cái đó quý vị muốn gọi sao cũng được. Tôi 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 vẫn gọi là hoa kỳ cho nó là, cho nó hay hơn nha. Rồi tiếp tục. À. Ok. Rồi nhiều nhiều người cho kỳ hoa kỳ là sứ cờ hoa chữ kỳ là chữ cờ chữ kỳ là chữ cờ đó ok thì quý vị hiểu ra là như vậy còn nó gọi một cái chữ bằng tiếng việt hoặc là một cái chữ bằng à, cổ ngữ giống nhau có gì khác biệt đâu nền kinh tế biến động có nên ra hải ngoại kiếm tiền nên chứ nhưng mà chỗ nào mướn mới là quan trọng hay là có đủ tiền để đầu tư ở bên ngoài hay không mới là quan trọng chứ không phải là có nên hay không nên nên thì dân việt nam nó muốn lắm ai cũng muốn ra hải ngoại kiếm tiền hết ai cũng muốn rời khỏi việt nam để đi kiếm tiền hết nhưng mà vấn đề họ không có tiền để đi còn những tên đại gia thì bằng cách này cách khác thì nó vẫn đầu tư và chuyển tiền ra bên ngoài bằng nhiều cách khác nhau nha rồi tiếp tục à ok chú thấy sao về trung quốc đánh đài loan thì tôi đã phân tích cho quý vị rồi tôi mong cuộc chiến này xảy ra bởi vì nó sẽ làm cho Á Châu có thể à, tái lập lại trật tự một cách à, nghiêm túc hơn. Đó là cái nhìn của tôi nha. Và nó rõ ràng hơn. Thì vẫn cần một cuộc chiến để tái lập trật tự tại Á Châu. Rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong các chương trình thường lệ của TNP Channel. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.